Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình Và hôm nay thì mình đang có đây một sản phẩm cực kỳ là thú vị đến từ nhà Vivo Đó chính là chiếc Vivo S1 Vì là cái sản phẩm này chưa được launching ở thị trường Việt Nam Cho nên là không biết là khi nào thì bọn mình mới được lên cái clip này hôm nay nữa Bởi vì các bạn thấy là cái ngày mà bọn mình quay clip sẽ là ngày mùng 10 tháng 7 rồi Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với bạn về chiếc Vivo S1 Một dòng sản phẩm mới đến từ nhà Vivo Và nó sẽ có cái định vị là thấp hơn so với là dòng V Và nó sẽ thấp cấp hơn như thế nào thì mời các bạn cùng xem hết cái video ngày hôm nay anh em nào quan tâm tới smartphone thì đừng quên ghé qua hệ thống di động việt hiện tại thì hệ thống di động việt đang phân phối rất là nhiều dòng smartphone khác nhau với cực kỳ là nhiều ưu đãi dành cho các bạn quay lại với chiếc Vivo S1 thì cái điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ bạn đó chính là về cái màn hình chứ không phải là thiết kế bởi vì với mức giá khoảng dưới 7 triệu đồng thì chiếc Vivo S1 này có một cái màn hình phải gọi là cực kỳ là tuyệt vời trong cái mức giá là dưới 7 triệu đồng và mức giá như thế nào thì mình sẽ nói ở phần sau của video nha. Và cái màn hình trên sản phẩm này thì nó sẽ có kích thước là 6.38 inch với độ phân giải là Full HD+ và nó sẽ sử dụng tấm nền là Super AMOLED và chắc chắn không ai khác chính là do Samsung cung cấp. Và cái màn hình này thì có góc nhìn rất là tốt, độ sáng màn hình rất là cao và màu sắc hiển thị cũng rất là rực rỡ các bạn ạ. Những cái icon hiển thị cũng cực kỳ là nổi khối, không có điểm gì phải chê trách trên cái màn hình này cả. Và tất nhiên, với cái việc mà nó sử dụng tấm này là Super AMOLED thì chiếc Vivo S1 của chúng ta cũng có tính năng là nhận diện vân tay bên trong màn hình. Tuy nhiên thì mình có thể có hai điểm mà mình cần chia sẻ với bạn. Thứ nhất là cái tốc độ nhận diện vân tay trên chiếc Vivo S1 thì nó nhanh hơn so với là trên chiếc Galaxy A50 nếu mà chúng ta mở sáng màn hình lên. Tuy nhiên thì khi mà các bạn để màn hình đen như thế này này và nó có hiển thị icon như thế này thì ở thời điểm hiện tại khi mà mình sử dụng á, thì các bạn thấy là khi mà nó màn hình đen như thế này thì nó chưa thực sự nhạy và rất là nhiều lần bọn mình thử thì nó đã bị fail và mình hy vọng là sắp tới thì vivo có thể tung ra những cái bản cập nhật mới để giúp fit được cái lỗi khi mà chúng ta thử vân tay bằng việc là tắt màn hình như thế này còn ở thời điểm hiện tại thì nó chưa thực sự ổn cho lắm đó là hai điểm mà các bạn cần lưu ý trên chiếc vivo s 1 về cảm biến vân tay được đặt bên trong màn hình và các bạn thấy là viền màn hình trên chiếc vivo s 1 thì nó cũng tương đối là mỏng trong cái phân khúc giá của nó. và chuyển qua về phần mặt lưng của chiếc Vivo S1 thì đây cũng chính là một điểm nhấn khá là quan trọng trên sản phẩm này. Các bạn có thể thấy là hiện tại mình đang có đây là cái phiên bản có tên gọi là xanh ngọc trai và cái phiên bản xanh ngọc trai này thì có cách phối màu khá là giống với dòng B30 cũng như là B30 Pro đến từ nhà Huawei là chúng ta sẽ có cái kiểu là trắng ngọc trai cũng như là nó sẽ hơi xanh xanh chứ nó không hoàn hẳn là trắng lắm và cái chỗ mà logo Vivo thì được đặt dọc quá thì nó sẽ hơi tím nhẹ một chút xíu một những cái đường chéo 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 như thế này và nếu các bạn muốn nhìn nó biến đổi màu nhiều hơn thì các bạn sẽ nhìn xéo thì nó sẽ biến đổi màu nhiều hơn thay vì cái việc mà các bạn nhìn ở một cái góc là 90 độ. Ngoài cái phiên bản màu xanh ngọc trai như thế này thì chúng ta sẽ có thêm một cái phiên bản là đen thạch anh và đây là cái phiên bản đen thạch anh. Các bạn có thể thấy là nó sẽ khác biệt hơn so với là trên chiếc uh, Vivo S1 xanh ngọc trai. Điểm khác biệt thứ nhất chính là về màu sắc, điểm khác thứ, thứ hai đó chính là về logo của Vivo thì không hiểu tại sao mà bên nhà Vivo lại đặt cái phiên bản màu đen á thì nó lại là ngang còn ở trên cái cái phiên bản màu xanh nhá thì nó sẽ là dọc. Và các bạn thấy là ở trên cái phiên bản màu đen thì ngoài cái việc mà thay đổi về logo này thì các bạn thấy là ở chỗ viền camera thì nó cũng được làm màu vàng, nó rất là nổi bật. Nó nổi bật hẳn so với cái màu chìm mà ở phía dưới là màu đen. Và các bạn thấy là ở phần giữa của cái phiên bản đen thạch anh thì nó sẽ có những cái hình nó rất là lấp lánh, hình thoi rất là lấp lánh. Và khi mà các bạn thay đổi góc nhìn á thì nó sẽ biến đổi theo nhìn nó rất là hiện đại, có một chút gì đó hiện đại và nó có một chút gì đó công nghệ và mình nghĩ là cái phiên bản màu đen thì nó sẽ phù hợp với những bạn trẻ năng động này, các bạn cần một cái gì đó mới mẻ hơn, còn với phiên bản màu xanh thì nó sẽ phù hợp với tất cả chúng ta, bất kỳ nam nữ hay là già trẻ trai gái thì chúng ta đều có thể là sử dụng được. Nó rất là tuyệt vời. Chuyển qua về phần cầm nắm trên chiếc Vivo S1 thì vì cái phần mặt lưng được làm phẳng chứ nó không bo tròn giống như gọi là những đối thủ trong cùng tầm giá này cho nên là cảm giác cầm nắm trên chiếc Vivo S1 thì đối với cá nhân mình là nó không thực sự ổn cho lắm. Nó có một chút gì đó hơi hơi cấn tay một chút xíu và đặc biệt đó chính là màn hình tiếp tục nhô cao hơn so với phần khung viền. Cho nên là cái cảm giác mà khi mà các bạn vuốt chạm á, các bạn vuốt chạm ở cái phần màn hình trên chiếc Vivo S1 thì cũng tương tự như của là trên chiếc Vivo V15 là nó hơi cấn tay nhẹ một chút xíu. Ngoài ra thì các bạn thấy là ở phần cạnh dưới của chiếc Vivo S1 này thì nó vẫn chỉ sử dụng cổng là micro USB thay vì chuyển qua sử dụng cổng USB C mà thôi. Và cái cổng USB này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta là công nghệ sạc nhanh kép với công suất tối đa là 18W. À, đó là về phần màn hình cũng như là thiết kế trên chiếc Vivo S1 còn chuyển qua về mặt hiệu năng trên cái sản phẩm này thì nó đang sử dụng bộ với xử lý là Hello B65 và chắc chắn khi mà nghe đến B65 thì các bạn sẽ nghĩ lẽ ngay đó chính là nó sẽ là một dòng chip giữa giữa B70 và B60 nhưng thực tế như thế nào thì chắc chắn là bọn mình sẽ có một cái video so sánh chi tiết cho các bạn về cái vi xử lý Hello B65 này để xem nó có phải là phiên bản nâng cấp hơn so với là B60 hay không nha và vi xử lý Hello B65 thì nó sẽ có 8 nhân bao gồm là 2 nhân coi tích A75 với xung nhịp là 2.0 ghz ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm 6 nhân coi tích A55 với xung nhịp thấp hơn để có thể là tiết kiệm pin khi mà các bạn sử dụng những tác vụ nhẹ và đặc biệt đó chính là nó sẽ sử dụng GPU là Mali G52 thay vì là G72 còn chi tiết như thế nào thì mình sẽ hẹn các bạn một cái video so sánh chi tiết về cái khả năng xử lý game trên chiếc Vivo S1 và một sản phẩm có vi xử lý là Hello B60 và hiện tại thì chiếc Vivo S1 của chúng ta bán ở thị trường Việt Nam sẽ có bộ nhớ RAM là 6GB và bộ nhớ trong là 128 8 GB và nó cũng hỗ trợ chúng ta mở rộng thông qua thẻ nhớ ngoài và chúng ta sẽ có là cái khai sim là full size có nghĩa là các bạn có thể sử dụng chung à hai sim cùng một lúc kết hợp với đó là chúng ta cũng có thể sử dụng thẻ nhớ. À còn về tụ lượng pin trên chiếc Vivo V15 thì hiện tại nó có viên pin là 4 4500 mAh và nó hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 18W và chiếc Vivo V15 này sẽ có camera trước với độ phân giải là 32 MP. Chuyển qua về phần camera sau thì trên chiếc Vivo S1 chúng ta sẽ có camera chính với độ phân giải là 16 MP, khẩu độ là F1.8 và nó sẽ sử dụng Cảm biến là IMX499 đến từ nhà Sony Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến gốc rộng Với độ phân giải là 8MP khẩu độ là f2.2 Và cộng thêm đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến Đo độ sâu trường ảnh 20MP với khẩu độ là f2.4 OK như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video trên tay nhanh cho bạn về chiếc Vivo S1. Đây là một dòng sản phẩm mới đến từ nhà Vivo và nó sẽ là phiên bản thấp hơn so với là dòng V. Tại sao ư? Thứ nhất các bạn sẽ thấy là ở thời điểm hiện tại thì chiếc Vivo V15 thì là phiên bản cao cấp nhất của dòng V rồi và nó sẽ có cụm camera pop up này. Với cụm camera pop up thì chúng ta sẽ có một cái màn hình tràn viền thực sự hơn. Thứ hai đó chính là vi xử lý của dòng V thì nó sẽ cao cấp hơn so với là vi xử lý của dòng S. Thứ ba đó chính là ở thời điểm hiện tại. Thì thì dòng V bắt đầu clear hàng rồi Tức là dòng V đã sắp không còn bán chiếc V15 ở thị trường Việt Nam nữa Và sắp tới thì họ sẽ tung ra một dòng V mới Nhưng mà ở thời điểm hiện tại không biết khi nào thì họ sẽ tung ra chiếc Vivo V mới Thì cái này thì chắc là khi nào bọn mình có những thông tin leak thì bọn mình sẽ chia sẻ với bạn sau Và mức giá của chiếc Vivo S1 ở thời điểm hiện tại mình nhận được thì mức giá của nó sẽ là 6 triệu 990 nghìn Các bạn suy nghĩ gì về mức giá của chiếc Vivo S1 này và các bạn muốn bọn mình làm những clip gì về sản phẩm này Thì đừng quên để lại ở phần bình luận của video ngày hôm nay Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn rồi xong, bye bye. À quên, nếu bạn thấy video hữu ích, các bạn đừng quên là bật like, share cũng như là subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình. Cảm ơn, bye bye.